À, các bạn ơi, hôm nay mình Mai Quy lạc vào một cái vườn dendro đa văn quá trời các bạn. Ở đây chỉ là một gốc thôi nha các bạn, và đặc biệt là đa văn nhưng mà trồng rất là tốt, cây thanh mảnh lên đúng chất đa văn các bạn. Khi cây đa văn mà các bạn trồng như vậy thì cái giò bông nó sẽ dài và nó thanh mảnh. Cái giò bông đa văn là một cây cực kỳ xưa nha, và các bạn thấy là cái giò bông của nó khi nó nở hết nó sẽ nghiêng. Và nếu các bạn mà trồng nhiều thì nó sẽ đua về một bên, rất là đẹp các bạn. Những cây này mà các bạn có những giò như vậy rồi các bạn dỗ lên thêm một chút nữa, khoảng một thời gian nữa nó thành giò nái thì các bạn có thể đi thi hay là gì đó, rất là tuyệt vời ha. Đây các bạn coi nè. Đó, khi cái giò bông mà nó đạt chuẩn là như vậy nè các bạn. Nhưng mà cái giò bông này thì nó cũng cỡ cái thân thôi, nhưng mà mình đã từng thấy những giò đa văn mà nó đủ sức khỏe thì đủ độ già thì nó dài hơn cái thân luôn. Bông lâu tàn ha, màu tím hồng, nhìn rất là cổ xưa, đúng chất cổ xưa luôn. Thân dài thon, đỏ gân đỏ sọc, nếu trồng nắng nhiều sẽ cực kỳ đỏ. Và quá trời giò bông nha các bạn. Đây là những cây mà dân Chê Lan cổ rất là thích sưu tầm, mà các bạn cùng chiêm ngưỡng.